Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại kênh Xe Đạp An Tâm. Và ngày hôm nay thì Xe Đạp An Tâm sẽ giới thiệu cho các bác hai bản xe đạp Touring để bác nào mà đang có nhu cầu muốn mua xe để đi tập thể dục hàng ngày này, đi hóng gió này, đi học hoặc đi làm thì có thể tham khảo qua hai bản xe này giúp em nha. Với mức giá vô cùng bình dân thôi các bác ơi. Bản xe đầu tiên em giới thiệu đến cho các bác thì sẽ là một bản xe đạp tay ngang đến từ nhà Fascino. Con này là Fascino 818 đấy ạ. Cái bản này hiện tại bên đang được các bác ủng hộ bên nhà em rất là nhiều luôn, và phản hồi các bác về chất lượng của mẫu xe rất là tốt. Thế nên là em đã cập nhật liên tục cho các bác về cái bản xe này và luôn luôn đủ màu để các bác lựa chọn nha. Thì ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cho các bác bản màu đen. Màu này là màu bán chạy nhất của bên nhà em luôn ạ. Bản này với mức giá rất là bình dân thôi, nhưng mà khung sườn của xe thì đã được nâng cấp lên bản không nhôm, không mối hàn rồi nha các bác. Đó, rất là khỏe khoắn và cực kỳ thẩm mỹ luôn. Dây cũng sẽ được thiết kế đi âm sườn rồi, rất là gọn gàng đấy ạ. Cái bản màu đen này thì sẽ được trang bị thêm là tem sơn phản quang đấy các bác. Nhìn xe rất là sáng và cực kỳ đẹp luôn. Với nước sơn của xe thì sẽ được sơn 3 lớp sơn tĩnh điện này, và được sơn theo là sơn nhám nha các bác. Nhìn xe rất là khỏe luôn. Cô tăng và ghi đông của xe cũng sẽ được làm bằng nhôm, rất là cao cấp và độ bền rất là cao. Cô tăng ghi đông thì cũng sẽ được làm bằng nhôm chính hãng Fascino nha các bác. Cái bản xe tay ngang này thì bộ đề của nó thì sẽ sử dụng là bộ ấn xả chính hãng đến từ nhà Shimano cho các bác luôn. Để khi các bác đi xe thì sử dụng cũng như là thao tác nó sẽ rất là nhanh, rất là tiện và cực kỳ dễ nhớ luôn. Đó, trên phần ghi đông thì đã có thêm cho các bác là một cái phần cao su mềm ở đây, rất là bám tay cũng như là rất là êm nha các bác. Bản này thì fork đằng trước của nó thì sẽ sử dụng là fork thép cường lực không mối hàn này. Đấy, chịu lực rất là tốt luôn. Các bác đi dòng này rất là an tâm về chất lượng của xe luôn nha. Bánh đằng trước của xe thì cũng đã có trục tháo nhanh rồi đấy các bác. Để các bác có thể là tự tháo lắp xe tại nhà này, thao tác cũng như là muốn mang xe đi đâu đó thì cũng sẽ rất là gọn này. Vành thì cũng sẽ là vành chính hãng đến từ nhà Fascino, nhôm 2 lớp nha các bác. Và lốp thì sẽ mang bản lốp Kenda này. Đó, thông số lốp thì sẽ là 700 × 32C, 700 × 32C nha các bác. Đó, vân lốp làm rất là ok này. Để khi các bác đi thì nó sẽ bám đường này, và ôm cua nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Đùm trước và sau của xe thì đều là đùm nhôm các bác ơi. Và phanh của bản Fascino 818 này thì sẽ được trang bị cho các bác là cái bản phanh đĩa cơ. Cái bản này thì cũng phanh chạy cái độ nhả của phanh rất là tốt, cũng như là độ chính xác của phanh cũng rất là cao rồi các bác ạ. Đó, độ chính xác của phanh rất là cao. Sử dụng bi trước, giữa và sau đều sử dụng bi bạc đạn hết rồi. Thế nên là các bác có thể nhìn thấy về cái độ chớn của xe rất là cao này. Phanh cực kỳ chính xác luôn. Chuyển ở phía đằng sau em giới thiệu về bộ chuyển động của xe nhé. Bộ chuyển động của Fascino 818 thì sẽ được trang bị cho các bác bao gồm là 3 tầng đĩa ở phía đằng trước này và 7 tầng lip ở phía đằng sau. Có một lưu ý mà có rất là nhiều bác hay mới lần đầu chơi xe hay mắc phải, đó chính là các bác đi tầng đĩa và tầng lip của xe nó không tương ứng. Thì các bác cứ, nếu mà dễ nhất thì các bác cứ xem đường xích. Khi các bác đi tầng lip và tầng đĩa, cái xích nó tạo thành một đường thẳng là nó ok. Cái độ bền cũng như là cái độ chính xác của xe nó sẽ cao hơn, nó sẽ không gây ảnh hưởng gì đến bộ chuyển động của xe nha. Đó, các bác cứ đi đĩa lớn cùng với lip nhỏ này, và lip nhỏ cùng với đĩa lớn là ok nha các bác ơi. Bản này thì sử dụng bộ chuyển đĩa chuyển lip đến từ nhà Shimano vừa đây TZ. Thế nên là nó đã là một cái bộ chuyển động cũng khá là ổn định cũng như là khá là cao cấp rồi đấy ạ. Và cái bộ này với phân khúc xe giá 4 triệu thì cái bản Fascino 818 này thì là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời cho các bác rồi. Đó, có chắn đĩa bằng nhựa này để thẩm mỹ hơn cũng như là an toàn hơn. Đùi đĩa nhôm chính hãng đến từ nhà Fascino luôn. Là ok đúng không các bác ơi. Bản Fascino 818 này thì hiện tại là đang có duy nhất một size, đó chính là size 48 để cho các bác có thể lựa chọn này. Yên xe thì được sử dụng yên xe chính hãng đến từ nhà Fascino. Bề ngang yên rất là rộng này và yên rất là dày luôn. Đấy, phanh yên có cái độ êm rất là cao. Thế nên là bác nào mới chuyển qua chơi cái bộ môn xe đạp thể thao thì ngồi cái bản yên này thì vẫn sẽ đảm bảo cái độ thoải mái cũng như là êm ái cho bác khi di chuyển những cung đường dài nha. Theo xe thì đã có sẵn bê đan và có sẵn chân chống cho bác rồi. Và khi các bác mua xe bên nhà em thì sẽ được tặng kèm rất là nhiều các phụ kiện xe khác nữa, như là chắn bùn trước sau này, gọng bình bình nước, đèn tích hợp còi, đèn hậu và cả bộ lục lăng để các bác tự tháo lắp xe tại nhà nữa nha. Và bản xe này thì em cũng sẽ đưa giá tới bác luôn. Fascino 818 với mức giá niêm yết từ công ty 4.300.000 đồng, miễn phí giao hàng và tặng kèm tất cả các phụ kiện em vừa mới nêu trên. Còn nếu mà bác nào mà có điều kiện hơn một chút thì các bác có thể là nâng cấp của mình, xe của mình lên những cái bản nó cao cấp hơn thì cái sự trải nghiệm của các bác thì nó sẽ cao hơn. Đây, bác nào mà đầu tư hơn một chút thì có thể là chuyển sang cái bản xe thứ hai của em ngày hôm nay. Thì cái bản xe thứ hai ngày hôm nay thì em giới thiệu đến cho các bác thì sẽ là Line City 2. Dòng này thì em cũng đang làm video gửi tới các bác rất là nhiều rồi và được các bác ủng hộ em cũng rất là nhiều cái bản này. Dòng này là size 19 nha các bác, phù hợp với các bác có chiều cao từ 1m58 trở lên, và dòng này hiện tại có tận 5 màu để các bác lựa chọn thoải mái cơ.
mồm đang lên đây là trắng này. Ngoài ra sẽ có đen, có xanh cánh trả này, có xanh ngọc, cũng như là có màu ghi nữa. 5 màu các bác lựa chọn màu thoải mái nha. Size 19 ấy, của các bác chiều cao 1m58 trở lên. Bản này thì khung sườn của xe thì cũng sẽ là khung nhôm, không mối hàn. Dây cũng sẽ được đi âm sườn này. Bản này thì các bác nhìn về khung sườn cũng như là về dáng của xe rất là khỏe và cực kỳ đẹp luôn. Tem sơn cũng rất là nổi bật nha các bác. Khung sườn thì cũng sẽ được sơn cho bác tận 3 lớp sơn tĩnh điện cơ, đảm bảo độ bóng này, bền màu cũng như là chống chảy xước xe rất là tốt. Vô tăng và ghi đông của xe cũng sẽ được làm bằng nhôm và chính hãng của hãng Lai luôn các bác ạ. Bề ngang của ghi đông khá là ok, đi cũng rất là thoáng luôn, có độ bè ghi đông đây nha. Nâng đỡ tay cũng rất là tốt, các bác đi thì sẽ tránh trường hợp bị mỏi này. Bộ đề cũng sẽ mang bộ ấn xả, bên tay trái đây thì sẽ là bộ điều chỉnh của 3 tầng đĩa phía trước và bên tay phải thì sẽ là bộ điều chỉnh của 8 tầng đĩa phía sau. Đó, kèm theo xe thì đã có phản quang trước và sau rồi, để các bác đi trời tối sẽ an toàn hơn. Và bản này cũng sẽ có thêm chuông nha. Đó, chuông rất là vang luôn đấy các bác ạ. Phuộc đằng trước của xe thì cũng sẽ là phuộc thép cường lực không mối hàn đấy ạ. Đó, chịu lực vô cùng tốt luôn. Và bản phanh của Life City 2 này thì đã chuyển sang sử dụng cho các bác một cái bản phanh rất là cao cấp rồi, đó chính là phanh đĩa dầu Shimano. Bản phanh này thì ưu điểm của phanh dầu thì nó sẽ nhẹ này, bền cao, cũng như là cái độ chính xác của phanh nó sẽ cao hơn nha các bác. Và có chế độ tự căn chỉnh luôn. Phanh rất là ăn luôn đấy ạ. Bánh trước và sau của Life City 2 thì đều có trục tháo nhanh để các bác tự tháo tác xe này. Đùm trước sau sẽ đều là đùm nhôm luôn. Vành nhôm hai lớp này và lớp của con này sẽ mang thông số là 700x28C. Chuyển động phía đằng sau giới thiệu bộ chuyển động nha. Bộ chuyển động xe thì sẽ có 3 đĩa trước này và 8 tầng lít thả phía đằng sau, có rất là nhiều tốc độ để cho các bác có thể trải nghiệm nhiều cung đường khác nhau luôn đấy ạ. Có chắn đĩa bằng nhựa đây, từ đĩa nhôm chính hãng của ProWheel. Đó. Bộ chuyển đĩa đến từ nhà Shimano Tourney này, bộ chuyển lip đến từ nhà Shimano Antut. Trang bị cho các bác hàng loạt cấu hình vô cùng cao cấp luôn rồi. Cũng có bộ điều chỉnh yên nhanh ở phía bên trên đây nha các bác. Đấy, và yên xe thì sẽ là yên xe chính hãng của hãng Lai luôn, có những chấm thoát khí ở đây này. Yên xe cũng khá là mỏng nhưng mà độ mềm của yên thì vẫn sẽ được đảm bảo cho các bác luôn nha. Đó. Và bản Life City 2 này thì tại bên nhà em đang đưa tới các bác với mức giá niêm yết từ công ty 7.200.000 đồng, miễn phí giao hàng tận nhà và tặng kèm rất là nhiều các phụ kiện xe nữa. Bác nào mà có nhu cầu về một trong hai mẫu xe ngày hôm nay em giới thiệu cho các bác thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với bên em theo số điện thoại em để phía dưới tiêu đề video đây để được các bạn tư vấn cũng như là lên đơn cho các bác một cách nhanh chóng nhất nha. Cảm ơn các bác đã xem hết video của em.